Xin giới thiệu với quý khách, đây là quả địa cầu nâu đất, tông màu nâu đất, tức là tổng thể của toàn bộ quả cầu là dạng nâu đất, thiên về nâu đất. Đường kính 30, giá đỡ inox, trụ inox. Trụ inox là cái trụ này, đế gỗ, chế vân nu, vân của gỗ nu, nó có các cái cây biếu tạo ra các hoa văn. Có hai phiên bản là tiếng Anh và tiếng Việt. Và mã sản phẩm nào là hình ảnh đúng của sản phẩm đó. Đây là hình ảnh thật, chụp thật không qua chỉnh sửa Photoshop. Và đây là một cái tông màu rất là dịu, rất là trầm, ở hai ngôn ngữ. Và đây là một phiên bản cuối cùng của cái dạng nâu đất, và sẽ giữ cái phiên bản này không thay đổi nữa. Và tất cả quý vị đặt hàng thì sẽ nhận được sản phẩm đúng như cái hình ảnh trên web này. Kể về đế này, giá đỡ này, trụ này, màu sắc này, vân vân. Thế còn dán là phẳng tuyệt đối, không có nhăn một chỗ nào hết. Đánh bóng là độ bóng 2K. Đó, đây là bản đồ sản xuất tại Việt Nam, chứ không phải là nhập ngoại, không phải nhập Trung Quốc. Đây Việt Nam, đây Biển Đông, đây đầy đủ cái Biển Đông, tiếng Việt cũng như là dịch ra tiếng Anh. Đấy, quay sát ra để chúng ta thấy, chúng ta cứ lo rồi hỏi là có đường lấy bò không. Làm trên lãnh thổ Việt Nam, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam thì làm sao thể hiện đường lấy bò được, mà thể lấy bò để làm gì mới được. Đấy, chúng ta không phải đặt ra câu hỏi đấy. Đây là hàng hóa đều có hóa đơn chứng từ đầy đủ, xuất hóa đơn đầy đủ. Đó là những cái mẫu cuối cùng đấy. Và tôi sẽ đây, cái đường này không phải đường nối đâu nhé, để tạo là cái chỉ màu là đường xích đạo này, để cho nó nổi bật là cho được nửa bán cầu Bắc và bán cầu Nam, chứ không phải là nối ghép gì đâu, hoặc là dán vào đâu, hoàn toàn là trên cục một nền một thịt, chứ không có cắt ghép gì cả. Không như ở một số nơi làm là họ làm hai nửa họ ấp vào nhau, còn cái này là cái đề can băng dính đấy, nôm na là băng dính họ dán vào, nhưng ở đây không phải, đây không phải là băng dính mà đây là dán liền khổ từ trên xuống dưới, từ cực Bắc sang cực Nam. Đấy, màu sắc rất là chi tiết, nội dung rất là chi tiết so với quả nước ngoài, ví dụ như là thể hiện cả đường biển rồi các đảo lớn đảo nhỏ, điểm độ sâu. Trên này là địa danh thì các cái thành phố lớn, các thành phố như các điểm dân cư khác, các dãy núi, các hoang mạc, núi. Ngoài ra thì còn thể hiện cái đường phân chia giữa châu Âu và châu Á, là cái đường qua cái dãy núi Uran, một nửa của Nga này này, từ cái nửa này hát về đây là của thuộc về châu Âu. Còn cái từ cái đường ranh giới đỏ này này, đây ranh giới đỏ này hát về bên này thì là thuộc về châu Á. Dãy núi này là dãy núi Uran. Đó, để chúng ta rõ được. Còn nếu mà biết đây mà không chỉ này thì cũng không biết được cái đường này là cái đường gì. Đúng chưa? Thì nó cũng để thể hiện hai cái điểm cao nhất. Điểm cao nhất là cái điểm ở cái dãy núi Bhutan này, 8.848 m, ở phía bắc của cái nước Bhutan này, cao nhất thế giới, cao nhất so với mực nước biển. Mà nước biển của ta là từ cái hòn dấu Đồ Sơn Hải Phòng, một dân Hải Phòng ở chỗ này, là quy định của Việt Nam ấy, là mực số 0. Cái điểm ấy là điểm số 0. Còn cái sao gọi là mực nước biển? Mực nước biển là cái mực nước trung bình, yên tĩnh, xuyên qua lục địa và hải đảo, tạo thành một cái bề cong khép kín, cái thể tích bao bọc bởi cái bề cong đó thì người ta gọi là cái mặt thủy chuẩn. Thì chúng ta có một cái điểm nằm trên cái mặt thủy chuẩn đó là cái hòn dấu Đồ Sơn Hải Phòng. Và điểm sâu nhất là cái điểm ở cái qua cái núi, qua cái đảo Guam của Mỹ đây, qua Philippines sang một đoạn, điểm sâu nhất đây được thể hiện đây là 11.034 m. đây là dịch cho tiếng Anh đây. Đó, thế còn một số các cái điểm khác thì đều là cái tông màu trầm, ví dụ như là thủy hệ thì thể hiện dạng màu đen nhạt, các cái yếu tố khác đều để hiện màu đen. Có một cái thủ đô là màu
gọi là màu cam đỏ đấy, để cho nó thiên về nâu đất. Còn lại là không không thể hiện màu, còn lại là đều là màu màu nâu. Nền hành chính này cũng nâu, trong xanh thì có nâu, tức là cũng thiên úa úa về 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 cam. Đây là xanh này, xanh xanh này là xanh 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 lam. Thế còn cái xanh này là xanh xanh cây thì cũng úa về, cũng thiên thiên về cam, tức là trong đó có một tí cam chứ không phải xanh xanh biếc ấy. Thế còn vàng cũng vậy, ở đây là cam cũng vậy, đỏ cũng vậy. Đỏ này là đỏ, đỏ thiên về cam, và cam này cũng là thiên về cam, hơi ngả ngả một chút đỏ, nên là nó rất là trầm. Để chúng ta nhìn là do cái tính chất của máy quay, thì chúng ta nhìn gần thì do độ lấy nét của cái máy điện thoại là nó không được được tốt, không phải là máy chuyên nghiệp. Thế chúng ta phải để xa như này chúng ta mới thấy được cái tổng thể của nó, là nó rất hài hòa. Trên đây tôi để một cái châu Á và một cái châu Phi đây, châu Á đây, châu Âu và châu Phi đây. Và cái hai là độ sáng thì nó cũng không đạt chuẩn, không đạt chuẩn sáng. Là chúng ta làm chưa phải là trong cái phòng studio đấy. Còn là ngoài ra có hai cái cực bắc năm cái thể hiện cái hướng hướng là ở chỗ quản Việt Nam, thế ở chỗ ADK này này, là cái hướng này là hướng bắc 500. Thì chúng ta đây cực bắc này, cực nam này, cực tây và cực đông. Đấy là theo quy định chung bên trang điểm bản đồ. Ở dưới này cũng thể hiện một điểm nữa ở gần cái mũi cái chỗ cuối châu Phi này này, cũng cực bắc cực nam. Còn bên này tôi thể hiện một cái thương hiệu là cái đơn vị tôi sản xuất đấy, cái logo nó không phải là cái logo mà cái biểu tượng này trông nó đẹp thôi, hoa văn cho nó đẹp thôi, sản xuất ở Việt Nam đấy. Đây là mẫu này, là mẫu rất đẹp từ xưa nay mà đã nghiên cứu 2 đến 3 năm mới ra được một cái mẫu chuẩn này. Còn đây tôi cũng chứng minh luôn là trong cái có một cái quả của nhà nước thì họ cũng làm, quả này là quả nhà nước. Đây, phi này là phi 22 đây. Họ cũng nói là đây là nâu đất, cũng nói là nâu đất, nhưng nâu đất này thì nó chả rơi vào cái nâu đất gì, nó khác biệt với cái quả kia. Bởi vì tôi không nói rõ thương hiệu ra thì để lên clip nó khó, và người ta cho rằng là nói không tốt về người ta. Đây là cái màu nền hành chính này, thực chất thì cũng không có cái gì là nâu đất cả. So với cái này thì không có cái gì là nâu đất cả. So sánh giữa hai cái châu Phi đây thì nó khác nhau, nó không giống nhau được. Quả này thì tôi vẫn cứ bán, vẫn cứ bảo cục vẫn bán. Đây. Đấy, nhưng mà của bên tay trái của tôi đấy là quả của nhà nước đấy, cũng nói là nâu đất đấy. Còn cái quả này là quả tôi thiết kế biên tập, tìm hiểu để chế ra một cái tông màu như thế. Bởi vì trên thế giới người ta đã có từ rất xa xưa, nhưng ở Việt Nam thì chưa thể ra được một loại nào. Đến bây giờ tôi đã cố gắng 2-3 năm nay là ra được cái loại này, là tương đối đẹp và tương đối là phù hợp với chuẩn chung của thế giới. Đây, nâu đất này thì nâu đất gì đó. Còn của tôi là nó không có nhăn, các cái điểm dán này nó không có nhăn, hình rất là khớp. Còn đây là rất là nhăn. Đây cụ thể đây là nhăn những cái điểm nhìn nhỏ này. Bởi vì đây đấy, họ làm quả phổ thông mà. Đấy nhăn đấy, đây nhăn này, cơ bản là chỗ nào cũng như vậy. Đấy, là màu sắc đây. Màu sắc thì người ta gọi là màu cho, tức là nhạt thôi, đen nhạt thôi. Đây đen đen xì. Đây người ta cho rất là hài hòa, rất là dịu êm này. Đây, đen đen xì cũng làm theo, nhưng mà nó